Có dám đánh cược với tôi không? Chỉ cần cho tôi thời gian một bài hát, tôi sẽ khiến bạn yêu tôi. Nói tới nhà sáng tạo hot nhất trên nền tảng âm nhạc hiện nay thì chắc chắn là Đồng Vũ Tâm này. Bất cứ ai nghe thấy giọng hát của tôi đều sẽ yêu tôi trong vòng một tiếng đồng hồ. Vì tôi có một chiếc vòng cổ thần kỳ cho tôi siêu năng lực nhận được tình yêu. Đồng Vũ Tâm, sao lại chơi game nữa rồi? Bà có tập bài mới mà, mai là phát hành rồi. Không sao, dù tôi có hát kiểu gì, mọi người cũng đều sẽ yêu tôi. Đồng Vũ Tâm, tôi biết là cô có siêu năng lực, nhưng mà cô vừa dẫm đâu quá rồi. Lỡ như cái gì? Nhìn thấy chưa? Từ khi có được cái dòng cổ này là không tháo ra được. Nó mãi mãi thuộc về tôi. Bớt nó giảm đi. Mau xuống dưới nào. Giáo viên dạy nhạc sắp tới rồi. Không chịu đâu. Đây là người thứ 10 rồi. Lần nào cô cũng dùng siêu năng lực đi lười biếng. Khi nào cô mới hát đúng tông đây? Tôi chỉ có một câu hỏi. Nói. Có đẹp trai không? Đẹp trai. Ở độ tuổi trên 60 thì đúng là đẹp trai. Không đi không đi. Đồng Vũ Tâm, lần này cô phải đi cho tôi. Đi mau đi mau. Được rồi. Mình đang nằm mơ sao? Cô Đồng. Chào anh, tôi là Đồng Vũ Tâm. Tôi tên là Đường Vũ Đồng, là học trò của giáo sư Dương. Hôm nay thầy bận việc nên tôi đến thay. Học trò sao? Tôi đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Thầy Đường đúng là tuổi trẻ tài cao. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Muốn nghe tôi hát bài nào? Làm đề này trước đi. Tôi muốn xem nền tảng của cô. Nhạc lý không quan trọng. Chi bằng chúng ta luyện thanh trước đi. Phải gây dựng nền tảng mới là quan trọng nhất. Cô làm câu này đi. Câu này với câu này trước đi đã. Thầy à, có muốn đánh cược với tôi không? Chỉ cần cho tôi thời gian một bài hát, tôi sẽ khiến anh yêu tôi. Đừng đùa nữa. Một câu là đủ. Có hai chú hổ. Cô đang sử dụng âm nhạc. Anh không có cảm giác sao? Không thể nào. Đủ rồi. Cô Đồng à, tôi không dạy nổi cô. Chào cô. Lạc mềm buộc chặt. 1, 2, 3. Đây, anh đi thật sao? Cô không hề thích âm nhạc, cũng không muốn học. Nhưng mà anh nghe tôi hát mà không có cảm giác sao? Cô Đồng, xin hãy tôn trọng âm nhạc. Phép thuật của mình hết đinh rồi sao? Không thể nào. Đừng nói là sắp hôn trúng mình nhé.
Nguy hiểm quá. Anh có sao không? Tôi không sao. Chào cô. Công việc sắp xếp cho em hôm qua sao rồi? Đã làm xong hết rồi. Viện trưởng rất coi trọng chuyện này, phải để ý. Dạ hiểu. Alo, là tôi đây. Cái gì? Phải là hôm nay à? Chiều nay tôi có hẹn dạy nhạc cho người ta. Được. Đường, thằng nhóc này không bao giờ đi làm gia sư. Tôi phải xin lỗi người ta. Nghe nói là ca sĩ mạng nổi tiếng, tên Đồng, Đồng Vũ Tâm. Alo, giáo sư Dương, để em đi. Lương Đặc Đặc, anh, thế nào, gặp được nữ thần của em chưa? Có phải rất xinh đẹp không? Em chưa từng thấy mặt cô ấy. Mau tắt nhạc đi. Sao vậy? Cầm lấy. Khi nào mới chịu về? Không về. Em nói rồi, muốn em về nhà thì phải cho em được gặp Đồng Vũ Tâm. Suốt cuộc em thích gì ở cô ta? Em thích cô ta hát dở, kiêu ngạo vô lễ, hay là thích cô ta hăm hấp dở hơi? Em không cho anh nói cô ấy như vậy. Dù gì em cũng xuất thân từ gia đình theo nghề nhạc, sao chẳng có năng lực thưởng thức vậy? Anh không hiểu đâu. Tiếng hát của cô ấy rất có sức hút, sẽ khiến anh rung động, canh cánh trong lòng, nhớ nhung da diết, tim đập thình thịch. Anh chỉ cảm thấy lên cơn tăng xong. Em mặc kệ. Anh đã hứa sẽ dẫn em đi gặp cô ấy. Anh nói em biết, anh chắc chắn sẽ không đi. Hơn nữa, cô ta cũng không xứng để em thích. Anh, anh à, em là em trai duy nhất của anh đó. Em họ xa, em họ xa cũng là em. Một ngày làm em, cả đời làm em. Anh ơi, anh ơi, anh. Chào mọi người, tôi là Đồng Vũ Tâm. Chào mừng tới với phòng livestream của tôi. Hôm nay tôi chuẩn bị một bài hát mới cho cả nhà. Bạn rất xinh đẹp. Anh à, anh tin em. Bài hát của Đồng Vũ Tâm rất thu hút. Thật đó. Hôm nay cô ấy ra bài mới, anh nghe thử đi. Lần cuối cùng. Rất xinh đẹp cái gì? Rõ ràng là hát rất dở. Rung động bất chợt, canh cánh trong lòng, nhớ nhung da diết, tim đập thình thịch. Là sao vậy? Sao lại dở như vậy? Cái quỷ gì vậy? Không đúng biết tông nào. Vậy mà dám làm ca sĩ, không thể tin nổi tôi là fan của cô. Hồi trước tôi bị điếc sao? Mấy bài nhảm nhí này học sinh tiểu học cũng viết được. Sáng tác gì chứ? Dở thật đó. Một sao. Sao lại như vậy?
vòng cổ của mình đâu rồi? Tôi thật sự thích em. Thực sự rất thích em. Đồng vũ tâm hát dở muốn tan nát cõi lòng. Anh à, em chắc chắn bị trúng tà nên mới thích. Giờ em tỉnh táo vẫn chưa muộn. Ngày mai hãy về nhà đi. Sao anh có thể nói như vậy? Bỏ thích còn khó chịu hơn cả thất tình. Anh có hiểu không? Tới bài của anh rồi. Trở lại rồi. Con tim rung động, canh cánh trong lòng, nhớ nhung da diết, tim đập thình thịch. Tôi bận việc, về trước đây. Vòng cổ đâu ra vậy? Lương Đạt Đạt lại đang làm trò gì vậy? Anh à, em nhảy cho anh xem. Xin mời Dung. Cảm ơn. Trai đẹp, dùng đồ của tôi đi. Không, dùng của tôi. Trai đẹp, dùng đồ của tôi đi. Dùng đi. Hãy dùng của tôi đi. Xin lỗi, đừng đi mà. Đừng đi mà. Cô Đồng, lên xe. Sao cô đến đây? Tôi đã nói với giáo sư Dương rồi, sẽ không tới dạy cô nữa. Anh lấy đồ của tôi, còn muốn chối. Đồ sao? Ba năm rồi. Vòng cổ không tháo ra được. Sao tự dưng lại biến mất? Đi đâu mất rồi? Đường Vũ Đông. Lẽ nào điều gì nụ hôn đó? Cô làm gì? Trả vòng cổ cho tôi. Vòng cổ. Đây là vòng cổ của cô sao? Đúng vậy. Nhưng chúng ta chỉ mới gặp một lần, còn chưa đến 30 phút. Sao lại từ chỗ cô chạy sang chỗ tôi? Tôi
Không được, không thể nói anh ta biết bí mật của dòng cổ. Và ba cô không nói rõ được. Tóm lại là trả dòng cổ cho tôi đi. Trả lại cho tôi. Cô không nói rõ thì tôi không thể trả. Hơn nữa, bây giờ không thể tháo được dòng cổ. Hôn một cái là tháo ra được. Cô gái này, sao mà cô háo sắc quá vậy? Ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới cho tôi hôn một cái? Quan đường. Đổ xe kiểu gì vậy? Mau lấy xe đi chỗ khác. Này, sắp tới đừng có hát hò. Mau lấy xe đi đi. Lẽ nào là dòng cổ của cô ta thật? Lại nói đi gì vậy? Sợ chết mất. Em tưởng là sắp tới đừng có hát hò gì. Trai đẹp à, dùng đồ của tôi đi. Nào trai đẹp, dùng đồ của tôi đi. Dùng của tôi đi. Dùng của tôi đi. Sao là vậy? Anh à, anh ơi, anh ơi, em là em trai duy nhất của anh mà. Đạo cụ, dòng cổ, điều kiện khởi động, hát hoặc là phát ra âm tiết giống như hát, hiệu quả khiến người nghe yêu mình, thời hạn. Anh trai yêu quý của em. Anh ơi, em sao vậy? Một tiếng. Em mệt rồi. Anh, đột nhiên em thấy bánh ngọt khỏi ăn cũng được. Anh mau thả em ra đi. Bài hát ghi âm cũng có tác dụng. Hèn chi đồng vũ tâm có nhiều fan như vậy. Sao là gian lận? Mình không thể trả dòng cổ cho cô ta được. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, em rất thích anh. Alo, đồng vũ tâm đó cô nghe. Bây giờ fan đang ập ĩ cả lên. Fan club cũng giải tán rồi. Dân mạng được cười nhạo cô. Cả đống người đánh giá một sao bài hát của cô. Công ty nói gây ảnh hưởng không tốt, muốn hủy hợp đồng với cô. Cái gì? Ông chủ theo đuổi tôi 2 năm, ngày nào cũng đòi tặng quà cho tôi. Mới có mấy ngày mà đã trở mặt. Còn không phải vì cái dòng cổ kia sao? Thứ tư tuần sau livestream sinh nhật cô, công ty đưa ra thông báo cuối cùng. Nếu cô không thể chứng minh lại bản thân và không thể cứu vãn độ hot thì phải hủy hợp đồng. Tôi đã nói rồi, cô đừng có lười biếng, đừng dựa dẫm vào siêu năng lực nhiều quá. Lo mà tập hát, tập sáng tác. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì? Đủ rồi, tôi tìm được dòng cổ rồi. Thứ tư tuần sau chắc chắn có thể cứu vãn được.
Đến lúc đó tôi bắt ông chủ cầu xin tôi ký tiếp. Đây là các bạn học trong lớp yêu âm nhạc tuổi già. Đây là học trò xuất sắc của tôi, Đường Vũ Đông. Hôm nay cậu ấy sẽ dạy thanh tiết cho mọi người. Vỗ tay nào. Được. Được. Giáo sư à, em đều là người nhà của lãnh đạo trường. Em muốn ở lại trường làm giảng viên mà. Biểu hiện cho tốt đi. Được rồi, bắt đầu đi. Mau đi luyện thanh đi. Mau lên nào. Mau lên. Bắt đầu. Em gây ra đó làm gì? Mau hát đi. Hát đi. Khoan đã. Cô đến đây làm gì? Ai còn hỏi người ta? Tôi qua anh đi mà không nói tiếng nào, làm người ta lo quá. Tiểu Đường, cô ấy là bạn gái của em sao? Giáo sư, không phải. Đường Vũ Đông, em thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã trúng tiếng sét ái tình. Mọi chuyện với anh đều là em cam tâm tình nguyện. Anh có muốn ở bên em không? Đi ra với tôi. Tiểu Đường, đàn ông con trai dám làm dám nhận. Em uống gì vậy? Thuốc bổ tim. Cảm giác dạo này tim không khỏe lắm. Còn anh? Thuốc cảm. Muốn hát xì thì cứ hát đi. Đạt Đạt, anh muốn tốt cho em thôi. Thích tôi tới vậy sao? Anh nói gì? Tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần đậu bài thi nhạc lý của tôi với điểm tuyệt đối, tôi sẽ đồng ý. Anh đang làm khó người ta. Không chịu bỏ ra chút cố gắng mà còn nói thích tôi. Xem ra chỉ là vui đùa. Cô Đồng, tôi không tiếp cô nữa. Này, khoan đã, sao đã đi rồi? Đường Vũ Đông, em đồng ý. Em sẽ không bỏ cuộc. Hay, hay lắm, hay. Phục vụ. Chào anh, tính tiền.
Nhìn đẹp trai vậy, sao mà sắt đá quá vậy? Rảnh rỗi quá thì đi học bài đi. Mình là ca sĩ có thâm niên, mà còn phải học cái này. Có nghe bài mới của Đồng Vũ Tâm chưa? Rác rưởi gì vậy? Vậy mà tôi còn từng thích cô ta. Đúng là bị mù. Không, là bị điếc. Đúng vậy. Hát dở, lạc tông liên tục. Bà tôi hát còn hay hơn cả bài cô ta sáng tác. Cái gì mà 1, 2, 3, 4 học sinh tiểu học cũng viết ra được. Vậy bà dám đứng trong bảng xếp hạng, tự nhận là ca sĩ. Hèn chi cô ta không dám lộ mặt. Hát kiểu này bản thân cũng tự thấy mất mặt. Ai biết được, nó không chừng trông rất xấu. Vừa rồi, cảm ơn anh. Khỏi cảm ơn. Người giúp được cô chỉ có cô thôi. Thầy Đường, có phải tôi đậu bài thi của anh thì anh sẽ trả dòng cổ cho tôi không? Nói được làm được. Được, anh đợi đó. Tôi cũng nói được làm được. Giờ sẽ phát hành bài hát mới của thầy Đường Vũ Đồng do giáo sư Dương yêu cầu. Dân gian sơ tuyết. Thầy Đường. Đường Vũ Đồng, bọn em cũng thích thầy. Hey yo, I'm an explain why you probably never see me. I push your love again. Được Vũ Đông. Được Vũ Đông. Được Vũ Đông. Cẩn thận. Cô xem, mỗi ngày 24 tiếng, hết 18 tiếng là ăn diện rồi. Có thời gian thì dùng vào âm nhạc, sẽ tốt biết mấy. Bộ đồ mới ra mùa này cũng được. Còn bao lâu nữa? Chỉ là xử lý một thầy giáo dạy nhạc thôi mà. Có cần phải kỹ càng vậy không? Anh thì hiểu cái gì? Không phải thầy dạy nhạc bình thường đâu. Ngoại trừ đẹp trai thì còn gì nữa?